Hôm nay thì hội nghị phát triển toàn diện trẻ thơ khu vực châu Á Thái Bình Dương lần thứ 9 đã diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị đã thu hút hơn 500 đại biểu đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ và 44 tổ chức quốc tế khu vực. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định công ước về quyền trẻ em luôn được thực hiện nghiêm túc, Việt Nam luôn dành sự quan tâm và những điều tốt nhất cho trẻ em. Việt Nam mong muốn chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm quốc tế để thực hiện tốt hơn nữa quyền trẻ em. Với chủ đề tăng cường phối hợp liên ngành nhằm thúc đẩy môi trường an toàn và bền vững cho trẻ thơ, hội nghị hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của các nhà hoạch định chính sách, người làm công tác trẻ em về các nguy cơ từ môi trường xung quanh tới sự phát triển của trẻ em, tăng cường vận động chính sách trong khu vực nhằm bảo vệ